lớn dịp lễ Giáng sinh. Báo cáo từ Flurry Analytics, Apple tiếp tục giành chiến thắng trong mùa quà tặng và kỳ nghỉ với iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max cùng các phiên bản iPhone cũ, loạt iPhone cũ và mới giúp táo khuyết đè bẹp các hãng smartphone khác tại Mỹ. Theo thống kê, trong thời gian từ ngày Giáng sinh đến đêm giao thừa năm mới, iPhone và iPad của Apple chiếm khoảng 43% tổng số thiết bị được kích hoạt tại Mỹ, chỉ riêng trong ngày lễ Giáng sinh. Các mẫu iPhone của Apple đã chiếm 9 vị trí hàng đầu trong danh sách các thiết bị được kích hoạt mới. Điều đó có nghĩa là rất nhiều iPhone nằm trong các hộp quà ở dưới gốc cây thông đợi các chủ nhân mở ra và kích hoạt thiết bị. Không quá ngạc nhiên khi iPhone 11 là chiếc smartphone phổ biến nhất, chiếm 6,2% thị phần. iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max chiếm 5,27%. Các vị trí tiếp theo trên danh sách cho thấy một loạt các iPhone cũ với iPhone XR, iPhone 8, iPhone 7 và thậm chí cả iPhone 6 Plus cũng lọt top. Mặc dù không xuất hiện trong bảng xếp hạng top 10, Samsung vẫn là nhà sản xuất thành công thứ hai trong kỳ nghỉ lễ tại Mỹ. Với loạt thiết bị cầm tay giá rẻ, báo cáo này của Flurry Analytics chỉ tính smartphone và tablet, nhưng các nguồn tin khác cho thấy AirPods và Apple Watch cũng có doanh số rất cao. Apple sẽ có báo cáo doanh thu quý 4 vào ngày 28 tháng 1 tới. Dù táo khuyết giờ đây đã không còn công bố doanh số bán hàng, nhưng có thể hình dung thấy phần nào doanh số của hãng này dựa trên những thống kê liên quan đến tài chính của Apple.